Người đàn ông xưng tao là tiến sĩ, vượt chốt kiểm dịch bị phạt 3 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Đặng Xá ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng với ông Nguyễn Đức, người tự xưng tiến sĩ vì không đeo khẩu trang. Hành vi lăng mạ lực lượng chức năng được công an huyện Gia Lâm tách ra xử lý sau. Chiều ngày 16 tháng 8, trao đổi với phóng viên đại diện công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tham mưu ủy ban nhân dân xã Đặng Xá lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Đức 38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng ở mức cao nhất là 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi đang xác minh thêm công ty với anh đức làm việc về giấy đi đường của người này có hợp lệ hay không để kết luận xử phạt hành vi ra đường với lý do không cần thiết các lỗi không đội mũ bảo hiểm có lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ chúng tôi đang xem xét củng cố hồ sơ để xử lý đại diện công an huyện gia lâm nói theo nguồn tin từ công an huyện gia lâm sáng cùng ngày khi làm việc với cơ quan chức năng ông đức tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi đến lực lượng tại chốt khi có hành vi không chuẩn mực trước đó trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông áo trắng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch khi được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ trong đêm. Sau đó, anh ta xin, tao là VTV, tao là tiến sĩ đây rồi liên tục thách thức các cán bộ ở chốt kiểm dịch. Khi được hỏi giấy tờ, người đàn ông này lấy ra một tập tài liệu rồi vứt xuống đất, nói kiểm tra đi, không dừng lại ở đó. Người đàn ông dàn lấy xe máy rồi có hành vi thông chốt, nhưng chỉ ít phút sau đã bị lực lượng chức năng đuổi theo bắt lại. Lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 8 tại chốt trực phòng chống COVID-19 khu đô thị Đặng Xá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.